sản vừa xong đây. À, cái em mute lại đi ha, mình mute lại. Ngoài đến cộng lên đây. Hẹn động lực chim. Rồi, à, thì bữa trước mình dừng ở phần là demultiplexer. Thì mình đã đi qua ba phần encoder, decoder và multiplexer rồi. À, bộ mã hóa, bộ giải mã và bộ trộn kênh, bộ chọn dữ liệu. Thì trong trong ba bộ này á, thì như tôi nói, hai bộ decoder và multiplexer là hai cái bộ quan trọng nhất. Yeah, quan trọng nhất khi tại vì cái ứng dụng của nó khi mà mình thực hiện cái mặt sử dụng mình để thực hiện cái mặt số thiết kế mặt tổ hợp á thì nó sẽ dùng nhiều nhất nha. Thì chú các em chú ý đặc biệt là cái bộ multiplexer à. Thì nhắc lại chức năng của bộ multiplexer ha, tại vì mình đi phần kế tiếp là phần demultiplexer cho nên mình ôm lại cái phần multiplexer ý nghĩa nó là gì. Thì multiplexer nó là một cái chip vi mạch cũng có ngõ vào ngõ ra như mạch số bình thường nha, nhưng mà nó có đặc điểm khác biệt so với decoder và encoder ở chỗ là nó chỉ có duy nhất một ngõ ra thôi. Trộn trộn có nghĩa là mình hiểu giống như là mình trộn tất cả thành phần để mình ra một cái thành phẩm, đúng không? Thành phẩm thì chỉ có một thôi, nhưng mà thành phần sẽ có nhiều. Ở đây thành phần ở đây là rất là nhiều dữ liệu ngõ vào, các cái kênh tín hiệu số ngõ vào. Ở đây mình ký hiệu là từ D0 cho đến 2 mũ M trừ 1. Nghĩa là số lượng cộng vào nó sẽ có là gì, nó sẽ là cơ số của hai ha, nó sẽ là hai mũ em, được chưa? Hai mũ em ngõ vào, và hai mũ em ngõ vào này sẽ được kết nối với ngõ ra một cách tuần tự, tuần tự, nhưng mà tuần tự theo sự điều khiển của M cổng điều khiển nha. Cái đó đối với ngõ vào á, mình có hai loại ngõ vào. Ngõ vào thứ nhất là ngõ vào dữ liệu, mình sẽ có hai mũ M ngõ vào, ký hiệu từ D0 đến D2 mũ M trừ 1, và M chân điều khiển. M chân điều khiển này nó có chức năng là nó sẽ định tuyến một cái ngõ vào dữ liệu nào đó tùy thuộc vào tổ hợp M bit điều khiển kết nối với ngõ ra Y, thấy không? Do đó cái ngõ ra Y này nó sẽ chọn tùy ý chọn dữ liệu từ D0 cho đến D2 mũ M trừ 1 tùy thuộc vào M chân điều khiển. Do đó M chân điều khiển này là nó là chức năng là gì? Chức năng nó là điều khiển cái sự kết nối giữa ngõ ra Y với lại hai mũ em ngõ vào. Ý nghĩa của bộ trộn kênh là vậy. Thì bộ trộn kênh mình lưu ý một số loại trộn kênh như là hai ngõ vào dữ liệu, một ngõ ra dữ liệu, một ngõ ra, hoặc là bốn ngõ vào dữ liệu, một ngõ ra. Đó là một số loại mạch trộn kênh mình lưu ý. Rồi, điển hình của cái mạch trộn kênh đó là con 74HC hoặc LS157. Con này là con hai ngõ vào, một ngõ ra, MUX 2 sang 1. Nhưng mà nó kết hợp của bốn con. Bốn con, đây là cái con mà mình rất hay gặp nè. Rất hay gặp. Và một cái ví dụ của nó là sử dụng trong cái mạch đèn LED báo hiệu đó. Hôm bữa tôi có giải thích cái chức năng hoạt động rồi. Mình ai ai mà chưa theo dõi kịp thì coi lại cái video YouTube. Rồi hôm nay mình qua phần kế tiếp đó là demultiplexer. Thì trái ngược với lại multiplexer thì là demultiplexer. Multiplexer là bộ trộn kênh, thì demultiplexer là bộ phân kênh. Thì nó ý nghĩa của nó là nó hoạt động trái ngược so với bộ trộn kênh thôi. Nếu như ở bộ trộn kênh là mình chọn dữ liệu ngõ ra, lấy từ hai mũ em ngõ vào dữ liệu, chọn ngõ vào nào tùy thuộc vào M chân điều khiển, thì với con demultiplexer thì nó lại hơi ngược lại. Nó ngược lại là gì? Là chỉ có một ngõ vào duy nhất, chỉ có một ngõ vào duy nhất thôi, được chưa? Và ngõ vào này người ta gọi là ngõ vào dữ liệu, và sẽ có hai mũ em ngõ ra, người ta ký hiệu từ D0 cho đến D2 mũ em trừ 1. Ở đây dùng cái ký hiệu D
Nó giống như trong cái ký hiệu của con multiplexer nhưng mà đừng có nhầm lẫn ha. D ở đây là ngõ ra nha. Ngõ ra đối với đi multiplexer thì D ở đây ngõ ra. Được chưa? Ngõ ra thì D0, D2 mũ em trừ 1. Thì tại mỗi thời điểm ngõ vào dữ liệu duy nhất sẽ được kết nối với hai một trong hai mũ em ngõ ra. Kết nối ngõ ra nào tùy thuộc vào M chân điều khiển. Nha. Tùy thuộc vào M chân điều khiển. Rồi, ví dụ như là ví dụ như tôi có là gì? Là một con đi multiplexer, ví dụ một ngõ vào, bốn ngõ ra thôi. Được chưa? Thì mình sẽ cần là mấy chân điều khiển? Hai chân điều khiển. Được chưa? Ví dụ hai chân điều khiển là 0 1 thì lúc đó là ngõ ngõ vào dữ liệu sẽ kết nối với ngõ ra số 1 ha, theo thứ tự là từ 0 cho đến 3. Được chưa? Từ 0 đến 2 mũ em trừ 1. Thì nếu như cái con trộn kênh đó mình gọi là bộ trộn kênh hoặc là bộ chọn dữ liệu ha, thì cái bộ phân kênh này nó cũng có một cái tên tương tự, đó là bộ gì? Bộ phân phối dữ liệu nha, data distributor nha, bộ phân phối dữ liệu. Cái kia là data selector ha, data selector này data distributor. Rồi thì có một cái điều mà mình lưu ý chỗ này nè ha. Chỗ này các em phải chú ý này, nó chỉ là một cái phụ nhưng mà nó cũng quan trọng và thực tế lắm. Tại trên thực tế đó các em ha, chip của mình á, trên thực tế nha, chip của mình rất nhiều dòng chip là nó vừa là decoder mà nó vừa là demultiplexer nữa. Vừa là decoder vừa là demultiplexer, nghe có vẻ nó hơi lạ lạ đúng không? Nhưng mà không lạ đâu, tới phần trong phần bài tập sẽ có một số câu nó tương tự như thế này. Được chưa? Thì mình sẽ coi tại sao là như vậy. Thì ai còn nhớ là decoder nó ngõ vào ra nó liên hệ như nào không? Decoder là bộ giải mã ngõ vào ra nó liên hệ như nào? Ai còn nhớ? Với n ngõ vào thì có hai mũi n ngõ ra. À, hai mũi n nó ra. Thì đây người ta nói là decoder có thể dùng để làm multiplexer đúng không? Thì mình thấy là cái số ngõ ra, cái số ngõ ra ở con decoder, ví dụ như là có n ngõ vào dữ liệu, ngõ vào đúng không? N ngõ vào dữ liệu, thì mình decoder ngõ ra mình sẽ có hai mũ em. Thì đối với thằng demultiplexer nó cũng có hai mũ em hoặc là n gì đó tùy ý ngõ ra, có nghĩa là nó cũng là một cái số số mũ cơ số hai của đối với ngõ ngõ ra ha, đó là hai mũ em hoặc là n gì đó. Ok. Còn cái thằng demultiplexer thì nó lại có gì? Một ngõ vào dữ liệu thôi đúng không, trong khi thằng gì decoder lại có gì n ngõ vào dữ liệu. Được chưa? Thì mình thấy decoder lại có thể sử dụng là multiplexer nha. Mình có tưởng tượng ha, tưởng tượng sơ qua được là tại sao có thể dùng làm như vậy không? Tưởng tượng ví dụ như tôi ví dụ như bây giờ tôi có một con decoder 2 sang 4 đi, 2 sang 4, hai ngõ vào nha. Một con decoder coder 2 sang 4 được chưa, tức là hai ngõ vào và bốn ngõ ra với gì nữa không? À, 2 in 4 out. Nha. Bây giờ nếu mà theo như trường hợp này, giờ tôi cũng có một con demultiplexer. Được chưa? Thì tương ứng mình sẽ có là gì? Một ngõ vào dữ liệu nè. Và cũng là bốn ngõ ra. Được chưa? Ở đây một input, một data in cho nó dễ, 4 ao. Vậy thì làm sao để mình thiết kế con decoder thành con demust đây hả? Làm sao đây ta Bỏ đi một ngõ vào này. hả? Bỏ một ngõ vào hả? Bỏ một ngõ vào, ví dụ như nếu như nói như em bỏ một ngõ vào, tôi ví dụ con decoder 2 ngõ vào 4 ngõ ra không. À, em bỏ một chân, tôi ví dụ như tôi ký hiệu là y y không y một đi với y một trọng số cao,
y0 trọng số thấp chẳng hạn đi. Nếu như em bỏ chân y1 á, có nghĩa là ví dụ như tôi nối mát chân y1, tức là tôi cho y1 luôn luôn là mất không, đúng không? Có nghĩa là lúc đó là cái ngõ ra á, mình chỉ có hai ngõ ra được tích cực thôi, được chưa? Ví dụ là gì? 0 0 và 0 1, đúng không? Chỉ có hai ngõ ra được tích cực thôi, tức là chân d0 và d1, d2, d3 luôn luôn không được tích cực, đúng không? Nếu làm như vậy thì nó đâu còn là demerge nữa, tại anh con demerge mình yêu cầu là bốn chân. Hả? Sao? Lấy 100 làm chân điều khiển. À, lấy một chân làm chân điều khiển. À, lấy một chân, chân nào đây? Chân decoder mà lấy chân nào làm chân điều khiển? Là chân trọng số cao đây. Nếu mà lấy một chân làm chân điều khiển thì nó lại sai nguyên tắc của con demerge. Tại con demerge là sao? Bốn ngõ ra thì mình phải có hai chân điều khiển. Công nhận không? Công nhận rồi em, đúng không? Nếu ngõ Đúng rồi. ra, nếu mà mình dùng cái con đi, tôi đang yêu cầu là dùng con decoder 2/4 để thiết kế con demerge 1/4, ok. Mà nếu như em nói là lấy một chân input của con decoder làm chân điều khiển thì nó lại sai cái nguyên tắc hoạt động của con demerge. Tại con demerge yêu cầu là gì? Nếu anh có bốn ngõ ra thì anh phải có hai chân điều khiển, ok. Ở đây là phải hai control ha, hai controller, hai chân điều khiển, được chưa? Mà nếu mà em lấy có một chân thì lại không đúng, nó sai quyền nguyên tắc hoạt động rồi. Vậy thì trong trường hợp này mình nên làm như thế nào đây ta? Thì trong trường hợp này cách rất là đơn giản thôi em, đơn giản cực kỳ luôn ha. Các em nên nhớ con demerge này nó chỉ có một ngõ vào thôi, công nhận không? Nó chỉ có một ngõ vào thôi, do đó một ngõ vào này là, cái ngõ vào này lại là ngõ vào dữ liệu nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó phải tồn tại mức một hoặc là mức không, cho tại nó là dữ liệu mà. Tại mỗi thời điểm chân dữ liệu này sẽ được kết nối với ngõ ra D0 hoặc là cho đến D2 mũ em trừ 1, tùy thuộc vào tổ hợp M chân điều khiển. Ví dụ trong trường hợp này của tôi là có hai chân điều khiển đi, bốn ngõ ra D0 đến D3, thấy chưa? Một ngõ vào thôi, thấy chưa? Ví dụ như tôi giả sử ngõ vào của tôi là mức 1 đi, thấy chưa? Ngõ vào tôi là mức 1 thì nếu như hai chân điều khiển tôi là 0 0 thì cái ngõ vào mức 1 này sẽ được kết nối với lại gì? Chân D0, tức là D0 lúc này bằng 1, D1, D2, D3 bằng bằng 0. Được chưa? Chân hai chân điều khiển là 0 1 thì chân D1 kết nối với ngõ vào, tức là D1 bằng 1, D0, D2, D3 bằng 0. Đúng không? Vậy thì trong trường hợp này nếu như tôi muốn dùng con decoder để tôi thiết kế một con demerge tương đương thì cách thức rất đơn giản. Rất đơn giản luôn. Đó là gì? Đó là trong trường hợp này nè, hai chân ngõ vào con decoder nó sẽ đóng vai trò là gì các em? Nó đóng vai trò là chân điều khiển, đúng không? Nó đóng vai trò là chân điều khiển nếu như tôi xem con decoder hoạt động như con demerge, đúng không? Ví dụ như con decoder của tôi là tích cực mức 1 ở ngõ ra đi, thì nếu như hai ngõ vào của tôi là 0 0 thì ngõ ra gì? D0 được tích cực bằng 1 gì nữa, đúng không? Thì nó cũng giống như trường hợp là gì? Hai chân điều khiển của tôi là 0 0, ngõ vào dữ liệu có mức 1, D0 sẽ được tích cực do nó được kết nối với ngõ vào, đúng không? Đó thì đó là cái cách thức ha. Người ta cho nên trên thực tế tụi em là con decoder người ta thông thường sẽ dùng để làm demultiplexer nha, demultiplexer. Thật ra cái này nó hơi ngược lại ha, nó ngược lại đúng hơn, đó là demultiplexer dùng làm decoder nha. Cái này nói hơi hơi ngược ha. Demultiplexer sẽ được dùng làm decoder do con demultiplexer của mình á, ngoài chân dữ liệu ngõ vào nó còn có hai chân điều khiển, thì tùy thuộc vào mình cho cái chân điều khiển ngõ vào của mình là mức 0 hay mức 1 thì mình sẽ có là ngõ ra của tôi là tích cực mức 1 hay là tích cực mức 0. À, ví dụ như bây giờ tôi ví dụ trường hợp đi, tôi có hai chân điều khiển đi đối với con demerge nha, một ngõ vào dữ liệu và bốn ngõ ra D0 cho nên D3. Nếu như ngõ vào dữ liệu tôi để là mức 1 thì tôi sẽ có là gì? Một cái con decoder tương đương
với hai chân điều khiển đóng vai trò là hai chân input ha, hai chân input, và bốn ngõ ra D0 đến D3 là bốn chân ngõ ra tích cực mức cao. Được chưa? Tích cực mức cao tùy thuộc vào tổ hợp hai chân điều khiển lúc này đóng vai trò là hai ngõ vào ha, thì chỉ có một chân ngõ ra được tích cực mức một mà thôi. Đây. Rồi nếu như tôi cho là gì, là ngõ vào của tôi là mức không, data input chỗ đây là mức không, thì tùy thuộc vào tổ hợp hai chân điều khiển không, thì tại mỗi thời điểm chỉ có một ngõ ra được tích cực mức không mà thôi, hiểu không? Đó thì đó là cái ý nghĩa tại sao đây người ta nói là decoder có thể được sử dụng như là demultiplexer ha. Ở đây thực sự thì nó ngược lại, nó hơi ngược lại, đó là trên thực tế các chip demultiplexer sẽ được sử dụng như decoder do chúng ta có thể tận dụng chân hai chân điều khiển làm hai ngõ vào và cái ngõ vào input đó, của con demultiplexer đó lúc này sẽ quyết định là ngõ ra của con decoder tương ứng sẽ là tích cực mức không hay tích cực mức một. Thì đó là ý nghĩa của câu này ha. Rồi thì đó là demultiplexer thì cũng đơn giản thôi ha. Thì đây là một cái mặt điển hình con demultiplexer đây, nó được cấu tạo từ các cái cổng logic, ở đây là bốn cổng AND hay hai cổng NOT. Hai cổng thì mình sẽ có cái hàm ngõ ra nè, D0 sẽ là gì, DS1 bù S0 bù, D2 sẽ là DS1 S0 bù, D1 là DS1 bù S0 và D3 là DS1 S0. Được chưa? Thì mình dựa vào cái mặt này mình suy ra cái hàm thôi. Nó đơn giản không khó. Rồi thì trên thực tế tụi em trên thực tế trong các thiết bị số đó, trong bất cứ một thiết bị hoặc là hệ thống số nói chung á, thì khi mà chúng ta có sự hiện diện của con mask, tức là trộn kênh ấy, thì lúc nào cũng phải là có một bộ phân kênh tương tự. Nhá, trộn kênh thì để phân kênh. À, cũng giống như tụi em tưởng tượng, cũng giống như các cái nhà mạng người ta ghép các cái kênh lại với nhau để người ta truyền tải mạng internet ấy. Thì tới các cái trạm nó phải phân ra, phân cái dữ liệu ra để truyền đến các cái hộ gia đình. Được chưa? Đường truyền trung tâm thì nó trộn chung nhưng mà đi ra thì nó phải phân ra, thì cái này cũng vậy thôi. Cái đó là trên quy mô lớn của hệ thống lớn phức tạp, cái này trên quy mô nhỏ của mình thì có một con multiplexer thì phải có một con demultiplexer để nó tách ra, được nha, nó tách cái dữ liệu trộn ra. Đó. Đây là cái sơ đồ nó miêu tả cái mối quan hệ đó, khi có multiplexer thì phải có demultiplexer. Thì khái niệm này thì cho Hãy các em học ngành viễn thông thì sẽ nghe nhiều hơn. Phương trần miêu và phần kế tiếp đó là compare, là bộ so sánh nha, so sánh. Thì bộ so sánh cùng với bộ cộng á, là hai cái mạch quan trọng nhất mà ứng dụng trong cái người ta gọi là mạch số học nha. Mạch số học thì mạch số học này nó dùng ở đâu, nó dùng trong tất cả các thiết bị tính toán cần phải tính toán, và cái mà điển hình thân thuộc nhất với tụi em đó là CPU nha, tính toán, các cái mạch để dùng tính toán. Thì đây là hai cái mạch nó cơ bản nhất nha. Mình muốn tìm hiểu cái mạch phức tạp hơn thì mình phải hiểu được cái nguyên lý của cái hai bộ này. Thì sau khi qua phần này tôi sẽ mô phỏng cho em cái cách mà tôi thiết kế con adder ha, bộ cộng hai số nhị phân 4 bit sử dụng con VFDL, cái ngôn ngữ VFDL. Buổi sau tôi sẽ làm một cái video riêng cho cái phần thiết kế đó. Rồi thì bộ comparator hoặc là adder nó cũng được cấu tạo từ các cái cổng logic thôi, cũng giống như các cái con chip giải mã mã hóa MERS gì MERS mình học vừa đi qua thôi. Nhưng mà nhấn mạnh một điểm là cái cổng mà cái cổng người ta gọi là cái cổng trọng tâm
cái cổng cơ bản của bộ header hoặc là bộ competitor, nó lại là một cái cổng so hoặc là no, xor, xor hoặc là xnor, đúng không? Xnor thì hai cái cổng này mình học trong cái chương các cổng logic rồi. Với cổng xor thì đặc điểm ngõ ra nó là gì các em? Là ngõ ra của nó có hai ngõ vào một ngõ ra, thì ngõ ra của nó sẽ chỉ bằng một khi và chỉ khi hai ngõ vào có mức logic trái ngược nhau, tức là 10 hoặc 01. Cổng XNOR thì ngược lại, XNOR ngõ ra chỉ bằng một khi hai ngõ vào đồng thời có cùng mức logic. Do đó, chính bởi đặc điểm này mà hai cổng XOR và XNOR nó mang cái tính chất là gì? Là so sánh. So sánh hai cái giá trị logic ngõ vào. Nếu như XOR mình so sánh cái sự khác biệt, đúng không? So sánh sự khác biệt thì XNOR mình so sánh sự giống nhau. Đấy chưa? Giống nhau. Ở đây tôi giả sử như ngõ ra nó báo hiệu là cái mức mà đúng hay sai ấy, là nó nếu mà một là đúng mà zero là sai. Tức là ví dụ như XOR hai ngõ vào 10 khác nhau thì ngõ ra bằng một, tức là đúng. Nó khác nhau. XNOR thì ngược lại. Ok. Đó là cái quan niệm thôi. Rồi thì hai hai cái cổng XOR và XNOR nó là trọng tâm ha. Đương nhiên ngoài hai cổng đó thì các cổng NAND NOR hoặc là NOR NOT nó đều đều được sử dụng, đều được sử dụng, nhưng mà ở đây mình nhấn mạnh cái tính chất là so sánh của hai cổng XOR và XNOR nó được áp dụng trong cái bộ so sánh và bộ cộng. Rồi thì để mà mình tìm hiểu làm sao người ta thiết kế ra được cái bộ competitor, bộ cộng á, thì mình cũng làm giống như cho mình đi thiết kế thôi. Do mình thiết kế cũng giống trong cái phần mà thiết kế mặt tổ hợp đó, mình đi qua một số ví dụ đúng không? Thì việc đầu tiên là gì? Mình sẽ phân tích nha, phân tích cái đặc điểm logic của cái mặt số mà mình cần thiết kế. Tương tự như hôm bữa là gì? Hôm bữa cái ví dụ mà chúng ta thiết kế một cái mặt số để điều khiển cái cơ chế bơm nước của hai cái bình nước ở hai thùng nước đó. Mở cái van nước tùy thuộc vào cái mực nước trong trong bình đó. Không, thì đầu tiên mình phải phân tích cái cơ chế hoạt động của cái hệ thống ha, là trên trên mức nước trên trên cái điểm báo hiệu thì nó sẽ là bật, dưới thì nó thấp, ví dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, thì đầu tiên mình phải phân tích cái cơ chế hoạt động của cái bộ so sánh này, và sau đó mình sẽ gán các cái bit, mình gán các cái bit nhị phân nha, tùy theo cái mối liên hệ logic khi mà mình phân tích. Rồi thì đầu tiên nè ha, thì với bộ so sánh á, thì nó lại dễ hơn chút xíu so với cái ví dụ mạch bơm nước, tại vì so sánh đó là mình so sánh hai số nhị phân, đúng không? Đó nó rất là đi thẳng vào vấn đề là mình làm việc trực tiếp với số nhị phân này, chứ mình không cần phải đặt biến, biến nào là biến, khi nào là bit một, khi nào bit không nữa. Ở đây là mình so sánh hai số nhị phân luôn. Đương nhiên hai số nhị phân của mình là có số bit nó lớn hơn một, nếu còn so sánh hai số nhị phân mà nhỏ hơn một, bằng một á, thì nó đơn giản dùng một cổng logic là dễ rồi. Nhưng mà đây là so sánh hai số nhị phân là lớn hơn, có số bit lớn hơn một. Ok. Rồi, thì đây chính là cái bộ so sánh dễ nhất đúng không? Đương nhiên dễ sau cái phần là so sánh hai số nhị phân một bit. Ok. Vậy đầu tiên xác định nè là chúng ta phải thiết kế một cái mặt số dùng so sánh hai số nhị phân hai bit. Thấy chưa? Tại vì so sánh hai số nhị phân một bit thì mình có cổng XNOR hoặc là XOR rồi. Đúng không? Công việc của chúng ta là đi thiết kế mặt so sánh hai số nhị phân hai bit. Bởi vì đây là cái mặt nó dễ nhất, dễ sau sau cái cổng XOR và cổng XNOR. Ok. Rồi. Đầu tiên, so sánh hai số thì đương nhiên mình phải đặt tên cho nó. Ở đây mình hiểu là đặt biến. Được chưa? Đặt biến. Rồi. Đặc biến thì tôi ký hiệu hai số nhị phân đó là A1, A0 và B1, B0. Với giả thiết số đầu tiên A1, A0 có bit lớn nhất, có bit có trọng số lớn nhất là A1, A0 là trọng số nhỏ nhất, B1 là số là bit có trọng số cao nhất, B0 là trọng số nhỏ nhất. Ok. Thì bây giờ thì so sánh hai số nhị phân thì nó cũng giống như so sánh hai số thập phân thôi đúng không? Thì các em so sánh thì các em so sánh sao? Nếu như giờ tôi có hai số thập phân thì các em so sánh như thế nào?
Nếu như có hai số thập phân thì tụi mình sẽ tính như thế nào? À cho em. Giờ tôi ví dụ Nó tôi sắp có phân hai. nguyên trước, À sao? nó sắp phân nguyên trước này. Phần nguyên. Thì đây tôi chưa xét gì phần thập phân á. Giờ giả sử như hai số này là hai số tự nhiên đi. Hai số thập phân là hai số tự nhiên đi, so sánh thì thắng rồi. Trừ thầy. Tác gì trừ. Làm ai lại làm mấy chuyện khó chứ chuyện dễ à. Nó sánh lớn bé. So sánh Biết từ lớn bé rồi nhưng bên mà so trái sánh qua. sao? Nó sánh từ bên trái qua. Trái qua nghĩa là gì? Nếu mà nói trái qua thì mình là một cái nghĩa nó rất là trực quan đúng không, nhưng mà nếu mà nói theo nghĩa số học thì trái qua có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta nói chuyện mà nói về cái vấn đề số học mà hệ cơ số 2, hệ cơ số 10, hệ số 8, hệ số 16 thì mình phải nói đến gì? Nói đến trọng số, nói đến cơ số, nói với hệ số đúng không? Thì đi từ trái qua là mình đang nói đến cái gì đó? Trọng À là gì? Là số các cái chữ trọng số có trọng số lớn nhất đúng không? Mình phải so sánh là gì? Các cái chữ số có trọng số lớn nhất, tức là đi từ trái sang, được chưa? Đương nhiên cái này là cái quan niệm là cái bên trái tận cùng bên trái là lớn nhất thôi. Do nhưng mà trong một số hệ thống người ta lại quy định ngược lại thì cái đó tùy. À, nhưng mà giả thiết bây giờ hai số mà có số trọng số lớn nhất đó, đi từ bên trái qua, à, tận cùng bên trái là trọng số lớn nhất, tận cùng bên phải là trọng số lớn nhất, thì mình sẽ phải đi từ trái qua mình so sánh, được chưa? Rồi thì đây hai số A1 A0 B1 A0 thì mình cũng làm tương tự ha. Bây giờ tôi muốn so sánh nó thì tôi đi tôi so sánh cái thằng trọng số lớn nhất trước, tức là gì? Tôi lấy thằng A1 này tôi so sánh với B1 trước đúng không? Nếu A1 mà lớn B1 thì mình kết luận ngay là gì? Cái số A tức là A bằng A1 A0 sẽ lớn hơn gì? Số B1 A0 đúng không? Mình không cần quan tâm đến thằng A0 nữa tại vì A1 nó lớn hơn rồi, A1 lớn hơn B1 rồi. Được chưa? Rồi, thì nếu A1 lớn B1 thì A lớn B xong. Rồi ngược lại nếu A1 mà nhỏ hơn B1, à, tức là trọng số lớn nhất của số A nhỏ hơn trọng số lớn nhất của số B thì hiển nhiên đều là ngược lại là số A nhỏ hơn số B, à, less than number B. Được chưa? Rồi, trường hợp A1 mà bằng B1, à, tức là đều là không hoặc đều là một thì sao? Thì mình sẽ phải đi đến cái đích trọng số kế tiếp, tức là A0 và B0 đúng không? A0 B0 mình phải đi mình so sánh với thằng A0 và B0 trước, à, A0 và B0 kế tiếp nha. Nếu như A0 mà bằng B0 tức là hai số A và B bằng nhau. Nếu A0 mà lớn B0 là do trước đó A1 bằng B1 rồi thì A0 à, số A sẽ lớn hơn số B, à, số B được không? Rồi, ngược lại nếu A0 mà bé hơn B0 thì số A sẽ nhỏ hơn số B, à, với điều kiện trước đó là A1 bằng B1. Ok, thì đây là cái logic mình so sánh, rất đơn giản, không có gì hết. Được chưa? Rất đơn giản. Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ là tôi phân tích cái nguyên tắc tôi so sánh rồi. Được chưa? Đối với trường hợp này, cái mặt so sánh hai số nhị phân hay biết là nó sẽ dựa vào các trọng số. À, trọng số đi từ trọng số cao đến trọng số thấp và mình phải tiến hành mình so sánh. Rồi, thì mình thấy nè, ban đầu thì mình chỉ so sánh hai cái thằng A1 B1 thôi. À, nếu như mà nó khác nhau á, thì mình mới tiến hành là gì? Mình so sánh hai thằng A0 B0 đúng không? À, A0 B0 đúng không? Yeah. Mà so sánh hai số nhị phân mà một bit thì mình sẽ có cộng XOR và XNOR rồi, đúng không? Do đó, à, do đó từ cái nhận xét này, à, tôi sẽ vẽ ra cái sơ đồ như sau. Em đợi xíu.
Rồi, từ nhận xét đó thì mình sẽ đi làm như sau. Sorry. Mình sẽ phải so sánh từng bit một, được chưa? So sánh từng bit một, được không? Thì giờ tôi quay ngược lại chút xíu, được không? Tôi quay ngược lại chút xíu. Thì tôi có cái mặt đơn giản này, được không? Cái mặt đơn giản này nó làm một cái công việc đó, là nó so sánh hai số nhị phân một bit thôi, được không? Tại vì nếu mà so sánh hai số nhị phân một bit á, thì mình biết là mình có thể sử dụng cổng XOR hoặc là XNOR. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì các em? Vấn đề ở chỗ là hai số nhị phân một bit ấy, thì cái ngõ ra của nó không có, nó chỉ đánh giá cho mình là hai số nhị phân này nó khác nhau hoặc là nó giống nhau thôi, chứ nó không có ba cái giá trị là bằng nhau, lớn hơn hoặc là nhỏ hơn. Do đó mình phải thay đổi chút xíu, được chưa? Rồi thì tôi sẽ có cái mặt đơn giản như này. Thì cái mặt này nó làm cái nhiệm vụ gì? Nó sẽ so sánh hai số nhị phân một bit, đúng không? Hai số nhị phân một bit. Thì làm sao để tôi thiết kế được mặt này? Thì tôi sẽ thành lập cái gì? Cái bảng sự thật trước tiên. Thì bảng sự thật này tôi sẽ có hai ngõ vào nha. Hai ngõ vào này là hai ngõ vào cho hai số nhị phân một bit thôi, được không? Thì mình sẽ có bốn tổ hợp 00, 01, 10 và 11. Mình sẽ có ba ngõ ra. Ba ngõ ra này nó sẽ phụ thuộc vào từng cái tổ hợp ngõ vào, và nó bằng không hoặc bằng một tương ứng. Tôi ví dụ như tôi ngõ vào thứ nhất của tôi là A bằng B đi, tức là A equal B nè, tôi ký hiệu là A equal B, đúng không? À, tức là bằng B á. Rồi thì A bằng B khi nào? Thì mình thấy rõ ràng những trường hợp này 00 nè, 11 thì nó sẽ gì? Bật lên 1, đúng không? Còn trường hợp 0110 thì nó sẽ bằng 0. Ok. Rồi trường hợp cái biến thứ hai, cái biến ngõ ra thứ hai đó là A lớn hơn B. A lớn hơn B. Thì A lớn hơn B khi nào? 00 thì đương nhiên không rồi. 01 thì A phải là nhỏ hơn B, đương nhiên ngõ ra cũng sẽ bằng 0, tại vì đây mình đang cần mình so sánh A có lớn hơn B hay không. Còn cái biến ngõ ra của mình AGTB nè, A greater than B, nó sẽ cho mình biết là ngõ ngõ vào A lớn hơn B hay không. Đấy nhá. Rồi, thì rõ ràng trong trường hợp này chỉ có trường hợp là A bằng 1, B bằng 0 thì A mới lớn hơn B thôi. Đấy không? Trường hợp còn lại thì nó cũng bằng 0. Tương tự mình có ngõ ra thứ ba là ALTB, tức là A less than B, đúng không? Nó làm gì? Nó sẽ so sánh hai số A và B để báo hiệu là A có nhỏ hơn B hay không. Thì tương tự thì mình sẽ thấy là chỉ có trường hợp là A bằng 0, B bằng 1 thì ngõ ra ALTB nó mới bằng bằng 1 thôi. Ba trường hợp còn lại bằng 0. Thì từ cái bảng này nè, ha, từ bảng này thì mình sẽ viết ra được cái hàm. Được chưa? Tức là AGTB sẽ bằng là AB bù. Ha. AB bù. ALTB sẽ bằng A bù B. Ha. ALTB sẽ bằng A bù B. Được chưa? Và AEQB, ha, AEQB sẽ bằng là gì? AB cộng cho A bù B bù. Được chưa? Thì mình thấy này nó quen không? À, cái này chính là cổng XNOR nè. Nha, cổng này cổng XNOR. Thì từ đây mình sẽ có là gì? Mình sẽ có cái mặt này ha, từ cái suy luận từ đây mình sẽ có được cái mặt này. Thì cái mặt này ha, mặt này gồm hai cổng NOT, hai cổng AND và một cổng cổng NOR, nó sẽ dùng để so sánh, đúng không? So sánh hai cái bit nhị phân AB một bit thôi, đúng không? Thì đây mình lưu ý là mình không sử dụng cổng XNOR hay XOR gì hết. Mình thể dùng cái cổng rất cơ bản là AND, NOT và NOR thôi, đúng không? Đương nhiên cái việc thiết kế nó cấu tạo như thế nào thì tùy thuộc vào cái chuyện mà thiết kế của nhà sản xuất, nhưng mà đây chỉ là một trong những cách thiết kế thôi nha. Tôi nhắc lại, đây chỉ là một trong nhiều cách thiết kế, tại vì khi mình có một cái hàm logic thì trên nguyên tắc hay trên lý thuyết mình sẽ có vô số cách thiết kế ha, vô số cách thiết kế, được chưa? À, từ bảng sự thật thì mình sẽ có vô số hàm biểu diễn. Từ bảng biểu diễn, từ hàm logic thì mình sẽ có vô số cách thiết kế nha. Nhưng mà bảng sự thật là chỉ có một, bạn nhớ nha. À, do đó cái bảng sự thật nó quan trọng rồi, nó là cái duy nhất nha. Nó sẽ thể hiện cái mối liên quan hệ giữa các cái bit ngõ vào nhị phân và ngõ ra nhị phân.
độc nhất vô nhị ha. Không có trường hợp nào, ví dụ như nếu mà các trường hợp mà nó có cùng bản sự thật có nghĩa là nó hoạt động cùng chức năng, nhưng mà không 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 có trường hợp nào mà hai hai cái mạch logic mà hoạt động giống nhau mà lại có bản sự thật khác nhau được, cái đó là nó vô nghĩa. Do đó bản sự thật là quan trọng nhất, nó là cái cố định này, nó đơn nhất ha, duy nhất ha. Rồi từ bản sự thật mình sẽ có vô số hàm, từ hàm mình sẽ có vô số các thiết kế. Đương nhiên cái từ cái chữ chữ vô số tôi để trong cái ngoặc đơn mình hiểu là nhiều ấy, chứ không phải là vô cùng ha, nhiều ấy. Rồi thì đây là cái mặt cơ bản dùng để so sánh hai số nhị phân một bit. Thì quay lại cái vấn đề chính, so sánh hai số nhị phân hai bit thì rõ ràng mình thấy là cái gì, là đây theo như phân tích hồi nãy ha, theo như phân tích hồi nãy thì chúng ta thấy là việc so sánh hai số nhị phân hai bit ha, thì việc đầu tiên mình phải có cái mặt so sánh nhị phân, so sánh hai số nhị phân một bit trước rồi à, mà dùng mình phải dùng lại cái mặt hồi nãy mình vừa phân tích. Hay nha, thì tự nhận xét này nè, từ nhận xét này tôi sẽ rút ra được cái mặt so sánh hai số nhị phân một bit của tôi như sau. Đây, thứ nhất các em nhìn qua bên tay trái ha, mình thấy cái mối quan hệ, tôi nhắc lại đây ví dụ ha, ví dụ như là đây là các cái bit nhị phân A1 B1 ha, A0 B0, A1 B1 và hai bit trọng số lớn nhất, A0 B0 nhỏ nhất. Thì mình thấy là gì, nếu mà A1 bằng B1 á, thì tôi giả thiết cái ngõ ra của tôi á, ngõ ra mà để đánh giá cái mối quan hệ A1 bằng B1 có tôi ký hiệu là A y quy B1. Tức là tương tự nằm ở đây nè. Được không? Rồi, nếu mà A1 mà lớn B1 á, thì ngõ ra tương ứng của nó là A GT B1. Ha, tức là đây. A1 mà nhỏ hơn B1 á, tức là ALT B1. Đây. Thấy chưa? Thì cái mặt mà dùng để so sánh hai số nhị phân một bit này là cái mặt phần dưới này. À, phần dưới nè, hai ngõ vào A1 B1 nè, đây là ba ngõ ra, thì cái mặt này chính là cái mặt mà mình vừa phân tích, mặt này nè. Nhưng mà bây giờ hai ngõ vào cũng không phải là AB nữa mà là A1 B1 đâu, A1 B1 nha. Tương tự A0 B0 thì tôi nói cái ngõ ra để đánh giá mối quan hệ này sẽ là AIQB B0. Đây, A0 mà lớn hơn B0 thì cái ngõ ra đánh giá mối quan hệ này là AGT B0. Đây, A0 bé hơn B0 thì ngõ ra đánh giá mối quan hệ này là ALT B0. À, và cái mặt để dùng thiết kế các mối liên hệ và các ngõ vào này chính là cái mặt trên đây. À, thì nó cũng giống, hai mặt này là giống nhau y hệt, chỉ khác nhau ngõ vào thôi. Một mặt đó thì so sánh hai bit A1 B1, mặt kia là so sánh hai bit A0 B0. Tại sao? Tại vì mình phân tích hồi nãy này, cái chuyện mà anh so sánh hai số nhị phân A1 B1, hai số nhị phân AB, A1 B A0 và B1 B0 nha. Hai số nhị phân hai bit thì có nghĩa là cái việc anh á, cần làm á, là đi so sánh từng bit có số thứ tự như nhau, tức là A1 so sánh với B1, A0 so sánh với B0. Ha, có nghĩa là trong cái mặt của mình á, trong cái mặt của mình thì chưa, mình cần phải có một cái mặt nhỏ để so sánh hai số A0 B0, và cũng cần một cái mặt nhỏ so sánh hai số A1 B1. Thì với hai cái mặt nhỏ này mình sẽ có 6 ngõ ra tương ứng như phân tích bên phía tay trái nè, 6 ngõ ra tương ứng. 6 ngõ ra này, 6 ngõ ra này nó sẽ làm gì, nó dùng để thể hiện liệu A1 B1 có như nhau hay là hơn kém nhau. Thì từ 6 ngõ ngõ ra này á, mình sẽ phải cần thêm một số cổng logic để làm gì, để cuối cùng mình có thể so sánh được liệu hai số AB là giống nhau hay là hơn kém nhau. Thì các cái cổng logic phụ họa thêm á, thì đây tôi ký hiệu là một cái hộp hộp đen này. Tôi chưa biết cấu tạo nó như thế nào, nhưng mà tôi biết chắc chắn là gì, tôi biết chắc chắn là ngõ vào nó chắc chắn phải là 6 cái ngõ ra này, đúng không? Tại vì 6 ngõ ra này nó sẽ thể hiện cái mối liên hệ giữa các cái bit thành phần của hai số AB. À, nhớ nha, tôi đang nói rất là chậm đó nha. Đó, cái cổng cái mặt logic này nè, nó mình chưa biết nó cấu tạo như thế nào, nhưng mình biết chắc chắn là gì,
biết chắc chắn là ngõ vào nó là 6 ngõ ra của hai cái mặt so sánh một bit. Tại vì 6 ngõ ra này nó sẽ cho biết cái mối liên hệ ha, cái mối liên hệ giữa các bit ngõ vào A1, B1, A0, B0. Được chưa? Thì cái ngõ ra của cái hộp đen này nè, cái cộng logic thêm này là ba ngõ ra với ký hiệu là AGTBO. Tức là AGTBO để dùng để là nó thể hiện cái gì, là A lớn hơn B hay không nha. A greater than B output. Được chưa? Rồi ha, một ngõ ra thứ hai A EQBO, tức là A bằng B hay không. Được chưa? Ngõ thứ ba là ALTB0 BO, tức là A nhỏ hơn B hay không. Thì đây là cái mặt mà mình cần phân tích thêm đây. Nó có 6 ngõ vào. Đây, 6 ngõ vào ở đây và 3 ngõ ra ở đây. Được chưa? Bây giờ cái mình cần làm kế tiếp là gì? Mình phân tích là 3 ngõ ra này với 6 ngõ vào này nó liên hệ như thế nào. Đó. Và tới đây có bạn nào không nắm được không? Tới đây các bạn nào không nắm được không? Có câu hỏi nào không các em? Alo. Ok đúng không? Rồi. Có thì tiếp ha. Rồi. Thì bước kế tiếp là mình phân tích làm sao mình nêu được các mối liên hệ giữa 6 ngõ vào này và 3 ngõ ra này. Ok. Thì đây, chú ý ba cái hàng này. Ba hàng này. Bây giờ mình coi nè. AEQB1 á, tức là gì? Là nếu thằng này mà bằng 1 nghĩa là gì? Là A1 lớn B1 đúng không? Thấy chưa? A1 lớn B1. Công nhận không? Nếu mà đây. Đây là cái con chuột tôi nó hơi nhạy. Đây con chuột tôi Tôi tiếp. hơi nó con chuột tôi hơi nhạy rồi nha. Rồi nói lại từ từ chỗ này nè. Rồi đây đây là cái mấy hàng này là nhắc lại cái hồi nãy ha, nhắc lại mối liên hệ hồi nãy ha. Thì mình nhận xét nè, ba hàng này quan trọng mà. Tại vì nếu như AEQB1 và AEQB0 mà là đúng, tức là bằng 1 á, nghĩa là AEQBO bằng bằng 1, tức là A lớn hơn B, đúng không? AEQB1 B1 nghĩa là gì các em? Là A1 A bằng bằng B1. À sorry sorry sorry. Sorry thôi. bằng À sorry sorry nhầm nhầm tôi nhầm. Ok cảm ơn. AEQB1 nghĩa là A1 bằng B1, đúng không? A1 bằng B1. Tức là hai bit tổng số K bằng nhau. Thì và gì, và AEQB0 nó bằng 1, tức là A0 B0 bằng 1. Thì gì? Thì tức là A bằng B. Đúng không? Cái này thì dễ quá rồi. Được chưa? Nếu mà hai số nhị phân mà có các cái bit có trọng số tương ứng nó như nhau thì hiển nhiên là nó bằng nhau. Được chưa? Rồi, thứ nhất nhớ nha, AEQB1 và AEQB0 đều bằng 1, tức là A1 bằng B1, A0 bằng bằng B0, thì mình kết luận ngay A bằng B, tức là AEQBO bằng bằng 1, tức là thật á, là true á, bằng 1. Rồi, trường hợp thứ hai nè, A mà lớn hơn B khi nào các em? A mà lớn hơn B khi nào? Khi có phải là khi A1 lớn hơn B1 hoặc A1 bằng B1 và A0 lớn hơn B0 đúng không? Mà A1 mà lớn hơn B1 tức là A GT B1 bằng 1. Nghe chưa? A1 lớn B1. Hoặc A1 bằng B1 tức là AEQ B1 bằng bằng 1. Được chưa? Và
và nha, cái và nha, cái này hoặc cái này là và, cái này là A1 bằng B1 nè, và A0 lớn hơn B0 tức là AGTBO bằng 1, thì lúc đó mình kết luận là AGTBO bằng 1 tức là A lớn hơn B. Yeah. Hay nói một cách người hơn đó là AGTBO tức là A lớn B khi gì? Khi A1 bằng B1 ha, khi A1 bằng B1 và ha, và A0 lớn hơn B0 hoặc nha, hoặc chỉ cần A1 lớn hơn B1 là đủ rồi nha. Đó là mình có hai điều kiện ha, hoặc cái này hoặc là A1 lớn B1 hoặc A1 bằng B1 và A0 lớn B0 thì A lớn B. Tương tự A mà nhỏ hơn B thì mình có hai trường hợp là A1 nhỏ hơn B1 tức là ALTB0 bằng 1 hoặc B1 AEQB1 bằng 1 và ALTB0 bằng bằng 1. Thấy chưa? Thì mình sẽ có là A nhỏ hơn B. Đó, nó ngược lại với trường hợp trên rồi. Thì từ ba cái kết luận này nè, từ ba kết luận này thì mình sẽ suy được cái hàm ha, ba cái hàm ngõ ra AEQBO, ALTBO và AGTBO bằng mấy ha, bằng mấy tức là bằng liên hệ như thế nào với lại sáu ngõ vào. Rồi thì từ đây tôi kết luận như sau, đây kết luận như sau, thì coi nhìn qua cái kết luận này coi thấy nó hợp lý không nha. Đầu tiên nè, đầu tiên AEQBO tức là A bằng B á, nha. A bằng B khi nào? Khi A1 bằng B1 tức là AEQB1 bằng 1 N, tức là và đó N AEQB0 bằng 1 nha, tức là hai bit A1 B1 bằng nhau, A0 B0 bằng nhau thì tức là A bằng B. Rồi A lớn hơn B khi nào? Khi A1 B1 A1 lớn hơn B1 tức là AGTB1 bằng 1 hoặc gì? Hoặc là AEQB1 bằng 1 tức là A1 bằng B1 và do và điều kiện trước đó thì và A0 B0 A0 phải lớn B0 tức là AGTB0 phải lớn không? Được không? Rồi tương tự ALTBO ha, tức là ngõ ra mà thể hiện A nhỏ hơn B á, nó sẽ bằng một khi nào? Khi A1 nhỏ hơn B1 tức là ALTB1 bằng 1 hoặc A bằng A1 bằng B1 tức là AEQB1 N với lại gì? N với lại A nhỏ hơn A0 nhỏ hơn B0 tức là ALTB0 phải phải lớn hơn 1. Được chưa? Thì đó là cái mối liên hệ giữa ba ngõ ra AGTBO, ALTBO và AEQBO ha. Rồi thì ba từ ba phương trình này mình rõ ràng mình đã viết được cái gì, cái mặt rồi đúng không? Ở đây ba phương trình ngõ ra mình có sáu ngõ vào rồi. Đây, đây là cái mặt của nó nghe. Cái mặt phía bên thì phải, phía bên thì phải phía trên này nè. Đây là sáu ngõ vào AGTBO cho đến ALTB1. Và đây là các ngõ ra, ba ngõ ra ha. Ba ngõ ra sẽ thể hiện là các bit ngõ vào như nhau ha. Hay là lớn hơn hay là bằng hay là nhỏ hơn. Được chưa? Lớn hơn nhỏ hơn. Thì đương nhiên để thiết kế mạch này dựa vào các cái hàm logic như cái trái này sẽ có nhiều cách, nhưng mà ở đây người ta dùng cái cách nào nó ngắn hơn, ngắn nhất. Đây. Rồi tới chỗ này có bạn nào thắc mắc gì không? Yeah. Ok đúng không? Này dễ đúng không? Rồi. Thì đây là cái mạch của mình ha, nhắc lại đây là cái mạch của mình, đây là hai bộ so sánh hai số nhị phân một bit này, và đây là cái phần mà mạch logic mình thêm nè,
Hay do đó khi mà vẽ chi tiết á là phải vẽ đầy đủ hết ha. Này này đây mình ghép lại nha. Cái này thật ra nằm ở đây nè, nhưng mà ở đây nó dài quá, tôi tách ra dễ phân tích. Rồi thì đây chính là cái mạch chi tiết của bộ so sánh nhị phân, bốn bit nhị phân là, sorry, hai số nhị phân 4 bit, đúng không? Mình cũng có 8 ngõ vào dữ liệu và 3 ngõ ra để so sánh là bằng nhau, lớn hơn hoặc là nhỏ hơn. Thì em thấy cái cấu trúc mạch nó cũng gần như cũng na ná so với cái mình vừa phân tích. Rồi thì một trong những cái con chip mà chúng ta hay gặp ngoài thực tế để dùng so sánh số nhị phân đó là con 74HC85. Rồi kem về nhà kem đọc thêm cho tôi cái phần là so sánh mà mở rộng mạch so sánh, không? Mở rộng mạch so sánh. Tức là tôi có mạch so sánh hai số nhị phân 2 bit rồi. Thì giờ tôi thiết kế mạch so sánh nhị phân 4 bit nha, thì giả sử giờ tôi có so sánh hai số nhị phân 4 bit rồi là 74HC85. Thì từ hai con so sánh 4 bit thiết kế mạch so sánh 8 bit. Game coi thêm. Rồi phần kế tiếp là phần bộ cộng. Đó, bộ cộng nó quan trọng hơn nữa. Thì bộ cộng thì đầu tiên nhắc lại, mình trong số nhị phân đó, thì mình có một số cái mối liên hệ, không, mối số liên hệ mình cần nhớ ở đây, cộng và cộng hai số nhị phân 1 bit, đúng không? Mình có không cộng không, nhớ đây là phép cộng, các em không phải phép o, được chưa? Đừng nhầm lẫn, ở đây mình đang nói là cộng đại số chứ mình không nói là cộng logic, tức là o ha, cộng đại số, tức là không cộng không bằng không, không cộng một bằng một, một cộng không bằng một, và một cộng một, tức là trong đại số thập phân là bằng 2 á, thì nhưng mà trong nhị phân đó mình đọc đọc là nó bằng mấy, bằng 1 0, nghe chưa, 1 0, 1 0 trong hệ nhị phân nha, tức là 2 trong hệ thập phân đó. Rồi thì cái 1 0 này nè, cái 1 0 này thì mình không ghi 1 0 mà mình ghi không thôi ha. Thì cái bit không này mình gọi là cái bit sum bit, tức là bit tổng, nó cũng giống như bit một trên đây, bit một trên đây, bit không đây, bit tổng, bit tổng có hai số cộng lại. Còn cái bit một này mình gọi là bit nhớ ha, bit nhớ, tiếng Anh là carry bit ha, bit nhớ. Thì bit nhớ làm gì để đưa vào cái phép cộng của cái bit nhị phân có trọng số cao hơn kế tiếp, được chưa? Rồi thì từ cái mối liên hệ này mình vẽ ra một cái bảng sự thật dành cho cái bộ cộng nhị phân, không? Thì bộ cộng nhị phân này nó có 2 bit ngõ vào đương nhiên rồi, trường hợp đơn giản nhất, và mình sẽ có mấy bit ngõ ra, sẽ có 2 bit ngõ ra nha. Tại sao 2 bit? Tại vì giống như phân tích bên đây thì có khả năng mình sẽ xảy ra trường hợp mình phải cần bit tổng và bit nhớ. Thì trong trường hợp này mình ký hiệu bit tổng là cái số sigma, cái chữ sigma này, còn bit nhớ mình ký hiệu là cout ha, ngõ ra, c ngõ ra. Thì tùy thuộc vào ngõ vào, ở đây ngõ vào mình không không thì đương nhiên bit tổng mình bằng không rồi, bit nhớ không có. Ngõ vào không một, bit tổng bằng một, ngõ ra bằng không, bit vào là một không thì ngõ ra là bằng một, bit tổng bằng một, bit nhớ bằng không. Và một trường hợp còn lại là 2 bit ngõ vào đều bằng một thì ngõ ra sẽ bằng không ha, nhưng mà bit nhớ lúc này sẽ bị bật lên một, giống như trong đây, được không? Bằng không, nhớ một. Rồi thì từ cái bảng sự thật này tôi vẽ được cái hàm logic và cái vi mạch của nó các em. Thì mình thấy, mình sẽ chú ý thấy là cout á, tức là cái bit nhớ nó sẽ chỉ bằng một khi mà gì, AB đồng thời bằng một, tức là tôi ký hiệu là cout sẽ bằng AB. Rồi bit tổng thì nhờ bảng sự thật tôi sẽ thiết kế nó sẽ bằng gì, AB bù cộng A bù B. Thì đây cũng là phép toán gì, đây phép toán XOR, đúng không? Phép toán XOR đó, nhớ nha, A B bù cộng A bù B XOR, tôi ký hiệu XOR kế bên luôn. Rồi
Thì từ cái phân tích này thì tôi sẽ có cái mạch tương ứng nha. Thì mạch của mình nó gồm có hai cổng này, một cổng XOR để cho ra bit tổng của hai số nhị phân một bit và một bit CL, tức là bit nhớ nó gán cho cái số nhị phân là nó gán cho cái tổ hợp là AB, ACL AB. Sigma sẽ là A XOR B. XOR B hoặc là A XOR B cũng được. Hoặc là A modulo B cũng được. Nó nhiều với cái cách đọc. Ở dưới là cái mô hình đồ cái mô hình khối cho cái mạch so sánh hai số nhị phân một bit, hai ngõ vào AB, ngõ ra summary và ngõ ra CL. Rồi thì mạch cộng hai số nhị phân một bit nó còn đơn giản hơn cả là mạch so sánh nữa. Rồi kế tiếp thì cái mạch cộng mà mình vừa phân tích này tụi em, cái mạch cộng mình vừa phân tích này nó có đặc điểm là gì? Nó cộng hai số nhị phân một bit nhưng mà nó không chú ý đến cái bit nhớ ban đầu nếu có, đúng không? Tại mình thấy nè, trong cái phép toán của mình nó sẽ lòi ra ngõ ra là CL. Ok, ngõ ra CL này là gì? Ngõ ra CL này là cái phép toán của mình nó có trường hợp là nó bị gì, bị bit nhớ à, nhớ đến đâu, nhớ đến cái cặp bit cộng số cao kế tiếp, được không? Cộng số cao kế tiếp đó. Thì cái mạch cộng này mình gọi là cái mạch cộng bán phần, do nó không có ngõ vào thể hiện là gì, có bit nhớ cho trước hay không. Yeah. Ngõ vào của mình chỉ có hai cổng AB thôi, được không? Do đó cái mạch cộng này người ta gọi là mạch cộng bán phần, tiếng Anh là half adder, mạch cộng bán phần. Rồi khác với half adder thì mình sẽ có full adder, tức là mạch cộng toàn phần. Thì mạch cộng toàn phần này điểm khác biệt duy nhất là gì, là nó có thêm một cái ngõ vào cin nữa không. Cin là làm gì? Để cộng vào cùng với AB, được không? Cin là cộng vào cùng với AB. Thì trong lúc này bây giờ mình không phải là cộng có một số nhị phân một bit nữa mà là cộng ba số nhị phân, ba số nhị phân. Thì tương ứng mình sẽ có là bảng sự thật 8 tổ hợp có thể xảy ra, được không? Từ 0 cho đến 7, từ 0 0 0 cho đến 1 1 1. Thì dễ dàng phân tích thì mình sẽ có ngõ ra tương tự, ví dụ như ngõ vào của tôi là Cin của tôi mà bằng 1 đi, ngõ vào là 1 0 thì mình thấy là 1 cộng 0 cộng 1 sẽ là 1 1, à, chứ phải là 1 0 ấy nha, 1 1. Thì mình ghi 0 mình nhớ 1, à, ghi 0 nhớ 1. À, ngõ vào của tôi là AB là 1 1, Cin là 1 thì sẽ là bằng là gì? Tổng của tôi là 1 1, cho đó là tôi ghi là 1, tôi nhớ 1. À, vân vân. Thì về cấu trúc thì mình thấy rõ ràng này này. Đây sơ đồ cấu trúc của cái mạch của mình thấy rõ ràng là gì? Là thằng cái cổng Cin nè, à, cái cổng Cin nè. Nó nằm ở đâu? À, nó đưa vào đâu trong cái mạch mình ghi rõ hết. À, thì mình chú ý kỹ hơn để mình sẽ thấy là cái mạch cộng toàn phần này, cái bản chất của nó là hai mạch cộng bán phần kết hợp lại với nhau. Đây, hai cái phần mà tôi tô màu xám này chính là từng cái mạch cộng bán phần. Được không? Do đó các em trên thực tế các cái nhà máy người ta sản xuất đó, à, sản xuất đó, thì mạch cộng bán phần nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn mạch cộng toàn phần. À, tại vì bản chất cái mạch cộng toàn phần nó được cấu tạo từ thành thành mạch cộng bán phần. Đó. Phần. Do đó cái thằng bán phần nó là cái mặt nó cơ bản hơn là toàn phần. Rồi, thì từ mạch cộng toàn phần và bán phần thì mình sẽ dùng nó để mình thiết kế ra các cái mạch cộng có nhiều bit hơn, đúng không? Thì mình có mạch cộng 2 bit cơ bản rồi, bây giờ mình sử dụng mình muốn mở rộng mạch cộng gồm nhiều bit thì mình làm sao? Mình sẽ tận dụng nhiều con mình kết nối lại với nhau. Thì ví dụ như trong cái sơ đồ này nè, em để ý nè, em nhìn kỹ cái hàm này nha, nhìn kỹ cái hình này nè, được không? Nhìn kỹ cái hình này, hình này nó gồm 4 con mạch cộng bán phần, mạch cộng toàn phần kết nối lại với nhau, đúng không? Tôi ký hiệu là A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. À, thì A4, A3, A2, A1 là đại diện cho số nhị phân A. B4, B3, B2, B1 đại diện cho số nhị phân B. Bây giờ mình muốn cộng hai số AB mình làm sao?
thì mình phải cộng từng bit lại với nhau, đúng không? Nhưng mà nên nhớ mình cộng từng bit lại á, thì mình phải cộng thêm cái bit nhớ nếu có. Ví dụ ở đây tôi giả thiết A4, B4 là hai bit trọng số lớn nhất đi, tôi ký hiệu MSB, A1, B1 trọng số nhỏ nhất, đúng không? Thì ngõ vào A1 ngoài AB thì có thêm cái CO nữa, tức là giả C0 nữa, tức là gì? Tức là bit nhớ nếu có, ở đây cho nó bằng không, do đó là hãy bit trọng số đầu tiên mà nó bằng không thì hợp lý. Rồi cộng lại vào thì ngõ ra của mình đó, nó sẽ được là gì? Là tổng sigma nè và CL, tức là C1, tôi ký hiệu C1 chỗ này. Thì cái bit nhớ C1 này á, của hai bit A1, B1 cộng lại nếu có, nó sẽ đưa vào gì? Vào chân C in của con cộng cho hai thằng A2, B2, được không? Nó cộng cho hai số nhị phân trên đó, được không? Cộng hai số nhị phân trên đó. Và tương tự hai thằng A2, B2 cộng lại thì cũng ra thằng C2 và sigma2. Thì tùy thuộc vào giá trị C2 thì mình sẽ có là A cộng B cộng với C in chỗ này, được không? C in chỗ này, C in kết nối với lại C2, vân vân. Cộng với con A4, A4. Cuối cùng mình sẽ được một mặt cộng 4 bit, được không? Rồi coi kỹ cái mặt này đi, coi có thắc mắc gì không? Cái mặt này có gì thắc mắc không tụi em? Thì cái mặt này người ta gọi là mặt cộng hai số nhị phân song song ha, song song, hai số nhị phân song song. Ở trên thực tế mình có một cái con chip đặc thù để mình thực hiện hai số nhị phân 4 bit luôn, con đó là con 74HC283 74HC283. Sao có ai thắc mắc gì không? Có thì hỏi trả lời sớm mà. Rồi không có thì tôi chạy mô phỏng cho em coi một cái chương trình ha, chương trình nhỏ nhỏ. Chương trình này tôi sẽ dùng cái viết đeo để tôi mô phỏng cái mặt mặt cộng hai số nhị phân 4 bit. Đó, hai số nhị phân 4 bit. Sử dụng ngôn ngữ VFDL. Thì cái phần này tôi có để chi tiết trong cái bài giảng, cái thành phần bài giảng. Nè. Tụi em muốn coi chi tiết như thế nào thì em vô đây tụi em coi lại ha. Đây, phần này. Phần 6.3.3. Cái này nó hơi sai thứ tự. Rồi. 6.3.3 rồi có ghi chi tiết các cái mã để cái bước để mình thực hiện cái lập trình sử dụng ngôn ngữ VBL cho cái mặt cộng nhị phân 4 bit cho hai số nhị phân ha. Thì tụi em coi chi tiết từng bước trong cái bài giảng. Ở đây tôi chỉ ra cái mặt cuối cùng thôi. Thì tụi em mô phỏng, tụi em có thể dùng Mach Plus cho nó dễ. Hoặc là ở đây tôi để mô phỏng, tôi dùng thằng Watts thì nó cũng tương tự tương ứng thôi. Ok, ủa các em thấy cái chương trình của tôi chưa? Rồi rồi thầy ơi. Thì đây chương trình tôi, thì các em mô phỏng trên Mach Plus cũng tương tự thôi.
cứ làm theo những cái bước mà tôi đề ha, cái này qua test nó cũng giống nhau không khác gì hết. Thì cái cấu trúc chương trình của mình ha, thì ở đây tôi thiết kế theo kiểu module, có nghĩa là gì, có nghĩa là nhìn lại cái slide của mình nè, ở đây là mình thiết kế mặt cộng nhị phân hai số nhị phân 4 bit nha, tôi ký hiệu từ A4 đến A1 và từ B4 đến B1 ví dụ vậy. Thì để thực hiện mặt này thì đầu tiên mình phải có hai một một cái mặt cộng toàn phần cho hai số nhị phân 1 bit trước cái đã, đúng không, hai số nhị phân 1 bit. Thì để làm việc đó, tôi đầu tiên tôi phải khai báo và lập trình cho hai cho cái mặt cộng hai số nhị phân 1 bit. Thì trong cái file full adder .vhd này tôi dùng để tôi mô tả này đó. Thì các em muốn coi là về nhà các em coi chi tiết kia, các em làm thử các em chi tiết trong cái phần bài giảng tôi có nói rất là kỹ ha, từng bước một các em làm theo như vậy được chưa, thì sẽ chạy thành công thôi. Thì đây cái file thứ nhất để tôi mô tả, tôi đặt tả các cái cấu trúc rồi cái mối liên hệ vào ra để lập trình cho cái con mặt cộng hai số nhị phân 1 bit không. Thì khai báo thư viện nè, ngõ vào ngõ ra và cái mối liên hệ không. Ở đây các em thấy là hai cổng, hai hai ngõ ra summary và cout nè. Sum thì nó sẽ là gì, là XOR không, XOR cout mối liên hệ như thế này không. Rồi sau khi khai báo cho một con mặt cộng logic hai số nhị phân 1 bit thì tôi sẽ khai báo phần kế tiếp cho cộng hai số nhị phân 4 bit bằng cách kết hợp bốn con được chưa. Thì ở đây tôi sẽ dùng cái nguyên tắc là tôi khai báo xong rồi tôi sẽ sử dụng lại nó. Ở đây là cái thành phần mình khai báo cho cái mạch chính của mình nè. Ở đây nó gồm có là gì, thứ nhất là số A nè, số A là gồm có 4 cổng nè, với ký hiệu từ 3 trở về 0, số B từ 3 trở về 0. Ở đây là các cái ngõ vào ra để tôi mô phỏng, hai ngõ C in là ngõ vào cho cái bit nhớ đầu tiên á, rồi C out là ngõ ra. Rồi ở đây là để tôi map, tôi ánh xạ các cái chân vào ra với lại các cái con thành phần. Thì phần này thì các em về các em coi chi tiết trong cái file của tôi ha. Đây tôi đi show cho tụi em coi cái kết quả cuối cùng thôi. Thì bữa sau tôi sẽ làm video rồi tôi sẽ cho tụi em coi từng bước sau. Thì nếu mà cuối cùng cái mặt của mình là cái thành phần cuối cùng như thế này. Nếu mà các em coi trên mắt plus hoặc là qua test thì các em thấy mặt nó giống giống như vậy. Đương nhiên thứ tự nó nằm khác khác nhau nhưng mà về nguyên lý như nhau vậy, không khác nhau đâu. Đây ngõ vào nè, ngõ vào mình hai số nhị phân nè đúng không, số này số A nè, ký hiệu từ 3 và 0 nè, 3 là chọn số cao nhất, 3 2 1 0, B cũng vậy. À, đây là cái ngõ vào C in, tức là cái bit nhớ cho trước. À, đây là con cộng đầu tiên nè, con cộng thứ hai, con cộng thứ ba, con cộng thứ tư. Đây là ngõ ra tổng nè, đây là ngõ ra nhớ nè. À, thì nếu mà tụi em double click vô đây thì em thấy cấu trúc bên trong của từng con cộng. À, đây là cấu trúc bên trong của nó. À, bên trong của nó. Thì trong cái matplotlib hoặc là trong trong qua test thì từng cái cổng này nó đã được định nghĩa sẵn rồi. Đây cổng cơ bản. À, do đó mình không có đi sâu gì nữa. À, giờ khối nó như vậy, này cũng tương tự thôi. À, rồi thì tiến hành mô phỏng này xem thôi ha. Tiến hành mô phỏng thì mình chạy bình thường. Chạy đây cho chạy sẵn rồi. Đây tôi cho em coi file thôi. À. Đọc file này. Học. Đây file. Đây là số A nè, số A đánh số A3 A2 A1 A0 mà. Số B B3 B2 B1 A0 mà. Nhưng mà tôi ghi nhỏ lại ha, ở đây từng bit nhị phân ha. Còn ở đây là nó cho mình coi là cái tổng của mình. Nếu mà phóng to lên anh thấy. Đây là số 10, đây là số 0, 11, 1, 92 vân vân. Chạy thử ha.
Rồi, đó thì đây kết quả ha. Số nó hơi lớn cho nên một số cái điểm nó bị mờ. Tôi phóng to lên dễ thấy. Thấy không? Đây là kết quả. Ở đây C in của tôi thì tôi cho nó bằng không hết cho nên mình chưa có thấy được nhiều, để giờ tôi sửa lại chút xíu. Ví dụ như cho khoảng này cho C in là bằng 1 đi. À. Sao không? Nó bị đứng chứ. Mở lại. Okay. Vậy bây giờ cho C-in chỗ này giá trị ban đầu nó có đi. Chỗ này mình tùy ý thôi. Không? Bạn cần cộng A, B mình cộng thêm gì? Cộng thêm C in ngó vào nữa đúng không? Này 10 cộng 0 cộng thêm cho 1 nó bằng 11 này. Đúng không? 1 cộng 1, 11 cộng 1 cộng 1 nó 13 này, không? Được chưa? Ở đây là cout là bit bit nhớ cuối cùng của mình nè. Ví dụ như 9 Đây cộng đây 7. 9 cộng 7. Ha. Giờ tôi hỏi em là tại sao 9 cộng 7 chỗ này nó lại ra cái này? Hiểu lý do không? 9 cộng 7 nhưng mà sao ra chỗ này là 0, ở đây là 1 là sao? tràn bộ nhớ như tràn bộ nhớ Không phải sai rồi. Hả? À, người nào giải thích giùm tôi coi tại sao chỗ này số A của tôi để đây 9, 7, rồi cuối cùng kết quả tôi là 0, ở đây là 1 là sao? Đơn giản rồi em. À, tại vì nhớ trong đầu giùm tôi nha, mình đang cộng là cộng số nhị phân. Hiểu không? Cộng số nhị phân nha, nghĩa là chín 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 là 1001, 7 là gì? 7 là 011, nó cộng lại thì nó ra nhiêu? Là 1000. Mà mình nhớ một điều nè, nhớ cái tổng của mình, nó tổng mình chỉ có 4 bit thôi. Đây xin lỗi, tổng của mình 4 bit thôi nhưng mà kết quả mình là 10000, 4 số 0. Thấy không? Do đó là nó gì, nó bị tràn ra ha, bị tràn ra bên ngoài, được chưa? Cho nó cái bit tràn nó chính là cái bit nhớ đó, không bit tràn nó chính là cái bit nhớ đó. Ha, sau đó mình sẽ là không nhớ một, bit nhớ đúng rồi, bit nhớ CL. Tương tự 12 cộng 12 tại sao cho ra 8 với lại 6 đây? Tại vì 12 cộng 12 ra 24 nha, 24 mà trong hệ nhị phân nó là mấy? Nó là 1100 đúng không? 1100. Do thì cái bit 1 đầu tiên á chính là bit nhớ, do nó vượt 4 bit, nó còn lại là 1000 thôi, tức là bằng 8. Ok ok rồi. Cái phần mô phỏng này bữa sau có thể tôi làm một cái video nó chi tiết hơn để tôi nói từng bước sau ha. Thì về nhà tụi em ôn lại và làm bốn cái bài tập mà tôi đưa cho tụi em trong cái phần, trong cái code ấy, vô đó đào ha, cố gắng làm xong thì có thể là tối thứ sáu hoặc là thứ bảy gì đó mình sẽ sửa bài ha, sửa một số bài tập của chương mặt tổ hợp, và tôi cũng nói qua luôn cái phần VHDL. Sau đó có thể có thời gian thêm thì mình sẽ học qua cái phần đầu tiên của cái mặt tuần tự, và tuần sau ha, tuần sau mình chắc chắn sẽ học tiếp phần mặt tuần tự nha. Buổi nay là buổi thứ 10 đúng không? Buổi thứ 10.
Theo lịch thì mình còn 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 5 buổi là đủ rồi nha, 5 buổi vừa ôn và học đủ rồi.